Brian, cậu sao vậy? Suốt cả buổi cứ uống rượu sầu một mình không à? Phải đó, vẫn còn nhớ chuyện lần trước COO trong công ty hãm hại cậu sao? Đừng nhắc tới gã đó nữa. Nè. Uống đi. Chết, không phải cậu chứ, bị bỏ bùa rồi sao? Cậu làm chó theo đuôi hồi nào vậy? Nè, Brian, cậu không nhận ra cổ sao? Tôi có biết cổ sao? Cậu chính là con gái của Datuk Malay, Gigi. À, là cô gái lần trước ở buổi tiệc bên Malay. Chà, làm thẩm mỹ sao? Hoàn toàn thay đổi. Sao đây? Muốn làm con rể Malay sao? Cô tính cầu tiến vậy? Đừng làm con rể của Datuk Malay cũng được lắm. Nghe nói ba của cổ và vua sòng bạc Nam Á hợp tác mở một sòng bạc ở Sentosa. Thôi, tôi không nói nhiều với cậu nữa. Tôi đi chào xã giao cái đã. Đi trước nha. Chị Chi, mời cô uống ly rượu được không? Anh là ai? Cô không nhận ra tôi sao? Lần trước đã gặp nhau buổi tiệc bên Malay. Tập đoàn Khâu Thị có bao giờ nghe chưa? Không có. Không có, được. Qua đây, nói cô nghe một bí mật. Brian. Chàng Ly, rất vui được làm quen với cô. Để lại số điện thoại, tiện sau này liên lạc. Ryan đúng là lợi hại thiệt nha. Lấy được số điện thoại của Gigi một cách nhẹ nhàng tới như vậy. Người ta kinh nghiệm dày dạn, cậu không thể so với người ta đâu. Chào mừng Cạn. Cạn. Con muốn ba hợp tác với vua sòng bạc Nam Á mở sòng bạc sao? Dạ phải ba. Đúng lúc bạn con ở Malay, cổ quen thân với vua sòng bạc Nam Á. Con nghe nói họ muốn mở sòng bạc ở Singapore. Con định nhờ bạn bè giúp đỡ. Nếu vua sòng bạc đồng ý hợp tác với Khâu Thị chúng ta, hạng mục sòng bạc của chúng ta nhất định có thể triển khai thành công. Ba, con cảm thấy là cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới có thể nhắc lại nghị trình này. Ryan, con làm gì có thể cẩn thận một chút không? Lần trước chuyện của Rogers và David Phạm mới xảy ra không lâu, con lại muốn đề nghị mở sòng bạc trong cuộc họp ban quản trị. Các quỹ viên sẽ nghĩ sao? Ba à, lần này thì khác. Lần này hợp tác với vua sòng bạc Nam Á không có vấn đề đâu. Vấn đề không phải là hợp tác với ai. Bây giờ vấn đề lớn nhất là Hạo Nhi có dễ dàng thông qua đề nghị của con không? Cái con cần phải làm nhất bây giờ là làm cho các quỹ viên tiếp tục tin tưởng con. Như vậy chúng ta mới có khả năng đối đầu với Hạo Nhi. Con khờ, có nhiều chuyện không thể gấp, phải chuẩn bị. Con có hiểu không? Con hiểu rồi. Trí Bân à, lúc nãy khi ăn cơm thấy con không xuống ăn, má sợ con đói bụng. Sao hả? Con với ba con không có gì chứ? Lúc nãy khi con từ trong phòng sách của ba con bước ra, nét mặt không chút tươi cười, lại cãi nhau với ba con à? Thật ra hai cha con có chuyện gì cứ từ từ bàn bạc đi. Con cũng biết trước giờ ba của con thương con nhất mà. Má nói đủ chưa? Má nhỏ chỉ quan tâm con thôi. Thôi không nói nữa, không nói nữa. Nè, má con nấu canh, uống nóng đi. Không uống đâu, má ra ngoài đi, đừng làm phiền con. Thôi được, má không phiền con. Lát nữa nhớ uống nha. Châu Lệ Kỳ này đúng là cố tình hại em.
xúi dục thím lao công đó kiện em. Còn có con nhỏ Chỉ Đồng đó, chỉ biết bên người ngoài, giúp người ngoài làm luật sư đại diện, báo hại em phải xin lỗi thím lao công đó. Mặt mũi gì cũng mất hết. Em còn dám nói nữa sao? Nếu không phải tại em gây ra rắc rối lớn này, anh đâu cần kêu cao Tuấn hạ mình thấp giọng kêu người ta hòa giải ngoài tòa. Không lẽ mặc cho tất cả bọn họ đối phó em cũng không lên tiếng? Còn con Hạo Nhi đó, không biết lớn nhỏ, chỉ biết cãi lại, không biết anh hai của anh dạy con kiểu gì nữa. Anh cũng không biết là em dạy con kiểu gì. Em coi bây giờ Brian giống ai? Làm việc thì thích đao to búa lớn, hấp tấp nóng nảy. Thiệt tình không biết em làm má kiểu gì. Đúng là mẹ hiền sinh con hư. Em không biết cách làm má sao? Anh nói rõ một chút đi. Hả? Mấy chục năm qua em luôn coi Trí bằng như con ruột của em. Sao anh không nói? Nó thừa hưởng gen xấu của má nó. Bây giờ anh trách em không biết dạy con. Anh đừng có quên, năm xưa anh nhất định là lấy con gái của em trao đổi với con trai của Thiệu Gia Bích để lừa ba anh. Nếu không thì anh có ngày hôm nay sao? Nè, em nói đủ chưa? Em làm gì lớn tiếng vậy chứ? Chuyện cách đây bao nhiêu năm rồi, em còn nhắc lại làm gì? Tại sao không thể nhắc? Anh vô lương tâm mà. Bây giờ chê con làm không tốt liền quay qua trách em. Sao anh không coi Chỉ Lam của anh đi? Bị má nhỏ nó nuông chiều đến ăn sung mặc sướng, suốt ngày gây họa. Nếu nói không biết dạy con làm sao sánh bằng Thiệu Gia Bích của anh? Sao hả? Con với ba con không có gì chứ? Lúc nãy khi con từ trong phòng sách của ba con bước ra, nét mặt không chút tươi cười, lại cãi nhau với ba con sao? Thật ra hai cha con có chuyện gì cứ từ từ bàn bạc đi. Con cũng biết trước giờ ba con thương con nhất mà. Mấy chục năm qua em luôn coi Trí bằng như con ruột của em. Sao anh không nói? Nó thừa hưởng gen xấu của má nó chứ. Bây giờ anh trách em không biết dạy con. Anh đừng có quên, năm xưa anh nhất định đòi lấy con gái của em trao đổi với con trai của Thiệu Gia Bích để lừa ba anh. Nếu không thì anh có nghe hôm nay sao? Nè, em nói đủ chưa? Em làm gì lớn tiếng vậy chứ? Chuyện cách đây bao nhiêu năm rồi, em còn nhắc lại làm gì? Tại sao không thể nhắc? Anh vô lương tâm mà. Bây giờ chê con nó làm không tốt liệt qua trách em. Sao anh không coi Chỉ Lam của anh đi? Bị má nhỏ nó nuông chiều nên ăn sung mặc sướng, suốt ngày gây họa. Nếu nó không biết dạy con làm sao sánh bằng Thiệu Gia Bích của anh? Thật hay giả vậy? Thật đó. Chào anh Khâu. Chào anh Khâu. Chào, bây giờ anh mới tới hả? Có chuyện gì? Ba của anh tìm anh nhiều lần rồi. Ba. Nè, Brian, sáng sớm đi đâu vậy? Con quên con có cuộc họp trực tuyến với phía khách sạn Singapore sao? Xin lỗi, tối qua con ngủ không ngon lắm, đầu có hơi nhức. Không khỏe à? Sao con không nói với thư ký của con một tiếng? Bà kêu cổ gọi điện thoại cho con lại tắt máy. Điện thoại con quên sạc pin. Nè, bình thường con đâu phải như vậy. Chuyện gì vậy? Vẫn còn buồn về hạng mục sòng bạc Singapore sao? Không liên quan tới sòng bạc. Hôm nay con sao vậy? Sao nét mặt lại vậy? Có chuyện gì à? Ba, ba còn muốn giấu con tới bao giờ? Ba giấu con chuyện gì? Thật ra con là con của má lớn hay là con của má nhỏ?